Hello. Hello. How are you? I'm tired. All right. So have you received the result? Hello? Hello. No. No. Okay, I think tomorrow you will receive it, okay? Okay. All right. So today we will continue to study about the listening skill, okay? Okay. Now, the new words. Listen and repeat after me. Shut. 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 Sleeve. 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 Machine wash. Machine wash. Machine. Machine. Machine wash. Machine wash. Silk. 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 Seal. Silk. Sea. Silk. Yes. Dry clean. Dry clean. Dry clean. Dry clean. Envelope. 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 Airmail. 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 Oh, MA, MA. Email. Airmail. Airmail. Regular mail. Regular mail. Re. Regular mail. Regular mail. Regular mail. Watch. 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 Narrow. 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 All right, let's write down it. Finish. Next, bend. 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 Wide. 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 Tie. 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 Stripe. 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 Blouse. Blouse. Oh, blouse. 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 Pocket. Pocket. Pocket.
Pocket. Pocket. Pocket. Fabric. 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 Cotton. 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 Linen. 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 Blend. 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 All right. Read it. Okay, finish. Now we have a structure. Subject and would like to verb are at now. Tôi muốn làm cái gì đó. I would like to do the homework. Tôi muốn làm bài tập về nhà. I would like to talk with foreign people. Tôi muốn nói chuyện với người nước ngoài. Read out it. I'm finished. Okay, example. So, I'm so hungry. I'd like a hamburger and a soda. Tôi đói rồi và tôi muốn một chiếc hamburger và soda. Now, exercise 2. People are asking about items in a store. Listen and check the items they talk about, okay? Okay. Now, one more minute to see it. Okay, I'm finished. One. Can I try on that shirt, please? This one? No, not the one with the short sleeves. The other one. Here you are. Thanks. Can this be machine washed, by the way? No, it's silk, so you should dry clean it. It's not a good idea to wash it by hand or machine wash it. Two. I'd like to buy some envelopes. Which ones? These big ones? No, those are too big. Do you have any smaller ones? How about these? Yes, they look like a better size. Can they be used for airmail letters? No, these are meant for regular mail. Three. Can I see that watch, please? The one with the narrow band? No, the one with the wide band. Is this a man's watch? I'm looking for a gift for my girlfriend. Actually, anyone can wear it. It's not just for a man. Hmm. It's nice. Four. I love that tie. I'm not crazy about stripes myself. No, no. The blue and orange one. Oh. I don't like that either. It's kind of fun. It's for my brother's birthday. He likes things that are a little different. Five. Can I see that blouse? The one without the pockets? No, the other one. Here you are. What fabric is this? Is it cotton? I think it's a linen and cotton blend. Six. I'd like to get some apples.
How about these big ones? I don't think they are very sweet. The smaller ones are usually sweeter. Okay. Let's get some of these small ones. Right, this is the end of the recording. Listen again or not? Listen again. Now you listen again. One. Can I try on that shirt, please? This one? No, not the one with the short sleeves. The other one. Here you are. Thanks. Can this be machine washed, by the way? No, it's silk, so you should dry clean it. It's not a good idea to wash it by hand or machine wash it. Two. I'd like to buy some envelopes. Which ones? These big ones? No, those are too big. Do you have any smaller ones? How about these? Yes, they look like a better size. Can they be used for airmail letters? No, these are meant for regular mail. Three. Can I see that watch, please? The one with the narrow band? No, the one with the wide band. Is this a man's watch? I'm looking for a gift for my girlfriend. Actually, anyone can wear it. It's not just for a man. It's nice. Four. I love that tie. I'm not crazy about stripes myself. No, the blue and orange one. Oh, I don't like that either. It's kind of fun. It's for my brother's birthday. He likes things that are a little different. Five. Can I see that blouse? The one without the pockets? No, the other one. Here you are. What fabric is this? Is it cotton? I think it's a linen and cotton blend. Six. I'd like to get some apples. How about these big ones? I don't think they are very sweet. The smaller ones are usually sweeter. Okay. Let's get some of these small ones. Great. This is the end. Now let's give me your answer. Number two is B. Three. Three B. Four. I. Five. B. And six. C, D, B. And now I. All right. Any changing? No. Okay, so let me check it. All right, number five, this is I. Five I, not B. Oh, yes. All right, any question? No. All right, now, this is the test, This is a test script. Now. Exercise three. Listen again and circle the correct answer. Now, more than 1 minute for you to read it.
Okay, finish. Now you listen. One. Can I try on that shirt, please? This one? No, not the one with the short sleeves. The other one. Here you are. Thanks. Can this be machine washed, by the way? No, it's silk, so you should dry clean it. It's not a good idea to wash it by hand or machine wash it. Two. I'd like to buy some envelopes. Which ones? These big ones? No, those are too big. Do you have any smaller ones? How about these? Yes, they look like a better size. Can they be used for airmail letters? No, these are meant for regular mail. Three. Can I see that watch, please? The one with the narrow band? No, the one with the wide band. Is this a man's watch? I'm looking for a gift for my girlfriend. Actually, anyone can wear it. It's not just for a man. Hmm, it's nice. Four. I love that tie. I'm not crazy about stripes myself. No, the blue and orange one. Oh, I don't like that either. It's kind of fun. It's for my brother's birthday. He likes things that are a little different. Five. Can I see that blouse? The one without the pockets? No, the other one. Here you are. What fabric is this? Is it cotton? I think it's a linen and cotton blend. Six. I'd like to get some apples. How about these big ones? I don't think they are very sweet. The smaller ones are usually sweeter. Okay. Let's get some of these small ones. All right. Now let's give me your answer. All right. Let's circle it. And number three is C. C. All right, let me check it. Okay, all of these are correct. Okay, so good. All right, any new word here? No. Oh, this is a type script. All right, this is the end for the listening skill. So we study about the reading skill, okay? Okay. All right, now lesson five. Interesting places and event. What? Any problem? No. All right, today we will study about this one cup, okay? One cup. Interesting places and events. And the events, interesting events is one cup. The first one is vocabulary, a lot of championship. Championship. Worldwide. Worldwide. Contest. Planet. Hold. On male contest. All right, read out.
Okay, I'm finished. Next one, popular. 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 Flower. 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 Compete. 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 Final match. Final match. Final match. Final match. Celebrate. 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 All right, read out it. Oh, sorry, this is follower, follower. Follower, not flower, I'm sorry. Follower. Follow, follower. Yes. Okay, finish. Play four. Play four. Play four. Play four. Regard. 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 Basketball. Basketball. Volleyball. Volleyball. Okay, now. Without it, play for and regard. Okay, finish. Now, today we will study about the one cup, okay, the topic of the reading, the one cup. Do you like one cup? Yes, I do. Mm-hmm. You are a big fan of football? Yes. Oh, for me, not. All right, now I'll read some information about the one cup. Okay, I'm finished. Next one. I'm finished. Next one. I'm finished. All right, now we study about the grammar comparisons. Do you know comparisons? So sign. Yeah. The first one, comparison of equality.
Okay? Okay. When I'm going to talk about this comparisons, I need to open my book and share you something about it, because it's, I will study it on high school, and it's very, let me know, I think it's very good for you, okay? The first one, comparisons. Okay, so in comparisons, we have two types of adjective, okay? Okay. The first one is short adjective, tính từ ngắn, and long adjective, tính từ dài. Okay? Okay. Okay. Sao nó nhảy nhỉ? Any problem? All right, now comparisons of equality is used if two things are equal in some way. Có thể sao nó lại cứ bị như này nhờ? Okay. Okay. Chúng ta sử dụng so sánh bằng khi mà hai thứ nó cùng bằng nhau trong vài trường hợp. Okay, we have in adjective, in positive khẳng định. Subject add verb s cộng với adjective or adverb or add s. Được chưa? Chúng ta chỉ sử dụng s ở đây thôi nhé. Okay, do you understand? Chủ ngữ này. Yes. Chủ ngữ này. Cộng động từ này, cộng s, cộng tính từ hoặc trạng từ, cộng s, sau đó lại cộng với danh từ hoặc là trạng từ. À đợi. Đại từ, sorry. Okay, là dạng khẳng định. Còn là dạng phủ định, negative. Chúng ta có chủ ngữ cộng động từ cộng với not cộng so hoặc là s, được chưa? So hoặc okay. S cộng với tính từ hoặc trạng từ và cộng với danh từ hoặc đại từ. Okay. Okay, so the comparisons may involve adjective or adverbs after the first s and noun phrases or clauses after the second s. Tức là gì? Sau chữ S đầu tiên, được chưa? Sau chữ S đầu tiên thì sẽ cộng với một tính từ hoặc một trạng từ. Và sau chữ S thứ hai sẽ cộng với một cụm danh từ hoặc là một mệnh đề. Clauses, okay? Là mệnh đề. Okay. Example, he's grown so much. He's as tall as his father now. Đây là sau s thứ nhất cộng tính từ và sau s thứ hai cộng với cụm danh từ. The team is still as good as it was 5 years ago. It was 5 years ago. Tức là một mệnh đề đúng chưa? Có chủ ngữ này, có động từ này và có tân ngữ. Một mệnh đề, ok? Ok. Now, let's write down it. Okay.
Nhớ là khi nào mà mình sử dụng nó này và cấu trúc của nó như thế nào. Thường thì cái cấu trúc so sánh bằng này rất ít khi sử dụng. Người ta sẽ sử dụng nhiều hơn về cấu trúc so sánh hơn và so sánh hơn nhất. I'm finished. Alright. If we use SS with a noun phrase, we must use much or little as the uncountable noun or many or few with the plural noun. Okay? Okay. Khi mà nếu như mà chúng ta sử dụng SS cùng với lại cụm động từ noun phrase, danh từ, cụm danh từ, chúng ta phải thêm nhầm. À, chúng ta phải sử dụng much hoặc là little. Được chưa? Cộng với một danh từ không đếm được. Ok? Ok. Còn many hoặc là few thì với lại plural noun là gì? Danh từ số nhiều. Ok. Nhớ chưa? Ok. Write down it. Finish. All right, now look at the example. She had as much work as she needed and did not want to take on any more. Cô ấy cần phải làm việc chăm chỉ hơn những gì cô ấy cần và không muốn take on any more. Không muốn làm thêm. Yes. Ok, chúng ta nhìn thấy much cộng với work. Work có đếm được không? Công việc. No. No, ok. We can form the negative of SS with not as, as, or not so as. Ok. The form not as, okay. As is more common. Tức là chúng ta có thể sử dụng cái câu cấu trúc phủ định của SS với lại not S đầu tiên, sau đó cộng với S, hoặc là not show cộng với S. Được chưa? Và cái cấu trúc not S, S thì được sử dụng nhiều hơn, phổ biến hơn. Example, he didn't run as fast as he did in the European Championship. She's not so shy. She not so shy as she used to be. Tức là cái cấu trúc show, not show này thì nó sẽ ít phổ biến hơn. Okay, read it, write down it. Hay là thầy thích ngồi dạy dạy mấy cái ngữ pháp này nhiều hơn rồi đấy, đỡ đau đầu, đỡ ngồi nhàm chán, cứ đọc bài làm, nghe làm, mệt mỏi. Mình phải làm nhiều liên quan đến ngữ pháp. Ở đây còn có double comparisons, so sánh kép, các kiểu, các thứ. Còn so sánh giảm dần nữa cơ. So sánh tăng dần, so sánh giảm dần. Trời ơi, vậy mà ngày xưa mình cũng qua được môn này. Okay, you are finished?
Yes. The next one, comparative adjectives. So thành hơn. Comparatives. Comparative adjectives compare one person or thing with another and enable us to say whether a person or thing has more or less of a peculiarity. Này mình sẽ đọc đầu nè. Được chưa nào? Ở đây chúng ta như thầy vừa nói là chúng ta có giải thích đi một chút này chưa nào. Cái so sánh hơn này sử dụng để so sánh một người hoặc một vật với một vật nào khác mà chúng ta nói trong khi người hoặc vật đó nhiều hơn hoặc ít hơn về mặt particular quality, số lượng. Ok. À, chất lượng, sorry. Về mặt chất lượng. Như thầy nói đúng không? Ở đầu chúng ta có hai loại tính từ hoặc là trạng từ. Tính từ ngắn, trạng từ ngắn. Tính từ dài và trạng từ dài, đúng chưa? Vậy thì tính từ ngắn là những tính từ như nào? Dưới hai âm. Một âm tiết. Tính từ ngắn là những từ chỉ có một âm tiết. Ví dụ như từ taller hay từ higher. Đúng chưa? Là tall hoặc là high hoặc là long hay là big, small. Đúng chưa? Là những tính từ ngắn có một âm tiết. Vậy những tính từ dài thì là những tính từ narrow. Ok, hai âm tiết trở lên. Ví dụ narrow là tính từ ngắn, đúng không? Yes. Oh, narrow. Yes. Yes. Tính từ dài ví dụ như beautiful, wonderful, peaceful. Early. Trên hai âm tiết. Early, yes. Are you sure? No, early là short. Okay. Được chưa nào? Đầu tiên với cấu trúc với tính từ ngắn, chúng ta có chủ vẫn là chủ ngữ cộng động từ, được chưa? Yes. Okay, và cộng với tính từ ngắn hoặc trạng từ ngắn đó thêm đuôi er. Er. Okay. Cộng với than, nhớ nha, luôn luôn phải có than ở trong so sánh hơn, hay là luôn luôn phải có s ở trong so sánh bằng, được chưa? Yes. Ok. Tính từ ngắn hoặc trạng từ ngắn cộng với đuôi er cộng với than cộng với danh từ hoặc đại từ. Ví dụ này, he is taller than his father. Anh ấy cao hơn bố mình. He là chủ ngữ, is là động từ, tall là tính từ ngắn và là âm gọi là cái gì nhỉ? Âm để cho nó so sánh, được chưa? Gọi là âm so sánh hơn. Từ so sánh hơn mới đúng. Ok. Yes. Và than là cái từ để chỉ là hơn cái gì đó. Cuối cùng, his father là một đại từ. Ok? Yes. He is taller than his father. So sánh, đấy là với tính từ ngắn. Với tính từ dài, long adjective. Với tính từ dài thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút, bởi vì nó cũng vẫn là chủ ngữ cộng với động từ, nhưng mà sẽ cộng với more có nghĩa là nhiều hơn, được chưa? Ok. Và tính từ hoặc là trạng từ của chúng ta đây sẽ không phải thêm đuôi gì cả, được chưa? Có more rồi thì không phải thêm gì nữa, nhớ chưa? Có trợ lý rồi thì không phải
thêm tiền nữa. Được chưa? Tức là đi đâu đấy mà công ty cho sẵn trợ lý rồi thì mình sẽ không được thêm tiền nữa. Dạng như vậy được chưa? Okay. Ok, nhớ nhá. Và cộng với dan, cộng với danh từ hoặc là đại từ. Cứ nhớ cho thầy, S là bằng, dan là hơn. Hơn. Ok. Ok. Leverage out it. Cái này rất là dễ, không có gì là khó cả. I'm finished. Okay. So I think this is enough for you today, okay? Nay chỉ học hai cấu trúc thôi để tránh bụi thực nhá. Hai loại so sánh thôi. Buổi sau sẽ học về so sánh hơn nhất. Và nếu như có thời gian mà thích thì thầy sẽ dạy tiếp cho về so sánh kép ở bên ngoài. Được Okay. chưa? Dễ thôi Okay. mà. Không có gì khó cả cái so sánh kép này. Alright, now any question or any new word for today? No. No? Alright, so if you don't have any question, we will stop in here, okay? We say goodbye and see you next week. See you next week. Bye. Okay, goodbye. Good night.